vỗ tay được mà. Ý là vậy em hát thử anh vỗ tay nè. 2, 3. Từ trên những sàn đông không thiếu sắc. Anh muốn em vỗ tay. Em vỗ chỗ này. Vô nhịp từ từ, vô nhịp. 2, 3. Từ trên những sàn đông. Bộ này vô em đem vô. Vô nhẹ quá, vô nhẹ. Ok, 2, 3. Cốc, 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 cốc. Rất vô nhịp. Cốc, 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 cốc. Giờ em hát theo nhịp anh đi. 2, 3. Cốc, 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 cốc. Rõ ràng là Phương Mỹ Chi không bắt được nhịp nha mọi người. Hát những dòng nhạc mang âm ngữ dân ca Nam Bộ mà không bắt vô nhịp mà song loan của Lập là không được rồi. Từ trên những đàn đông có chim sáo nó bay ra đồng. Ủa em phân tâm gì, làm sao em hát với ban nhạc nữa? Ý là không có ban nhạc nào có tiếng cốc, 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 cốc. Có, cái song loan nó cốc. Cốc, 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 cốc. Không, cái tiếng này nó lạ, nó chưa có trên cái bàn. Thôi tạo lửa, ví dụ mà em hát bài nào xung, bài có bài mang hướng chương cắt bài nào xung ta. Cốc, cốc. Rồi, ok, cốc, cốc, nghe. 2, 3. Hey, hey, hey. Chú 2, 3 ơi. Gì đó, vô đi, anh này cho em. 2, 3. Trên đời này không có gì ổn hết á. Có vấn đề.